bên sân ở đây. Rồi, như thế là xong một buổi chiều cho anh em. Ồ, rồi bây giờ Đó. bóc thịt ra đi. Bây giờ bóc thịt nhá. Bóc con nào trước anh nhỉ? Con này nhá. Con thơm ngon là con ở giữa, con thứ hai từ bên phải sang ấy. Đây, Con này á? không, Hay con này? con này Con này nhá. con đây nó màu vàng ngon. Rồi, chơi luôn bóc con này. Đấy. Thịt thì mình sẽ xé từ phần xương ra thì các bạn có thể thấy là đây. Đã chưa Đây mình sẽ lóc cái da nó này. đó, thịt Đó, thơm lóc thơm cái da trước tiên nhá. hồng luôn đấy. Đấy mình để da sang một bên này. Đó. Xé từng múi ra này. Anh cởi đem thêm được chậm á. Cái này là không cần được chấm luôn, mình ăn Đấy. là Ăn ăn chay luôn mà, đúng rồi. ăn chay vì nó thiên nhiên cho nên là không nên bỏ cái gì cả. Lát nữa mình ăn muốn ăn mặn thì nó có trong Đây bến Bục Lộc này rồi. các bạn thấy nhá. Đấy, xẻ ra từ từ này. Bên Bột Lộc cũng có nước Rồi. mắm của Bột Lộc nhưng mà mình sẽ ăn với Bột Lộc, còn nước Đây. riêng cái này là mình chấm, mình không chấm luôn, mình ăn luôn. Đấy, nhìn đẹp chưa, nhìn quá đẹp. Đấy. Thôi bây giờ để mình bóc một thớ thịt lên mình ăn nha, mình bóc một thớ thịt lên mình ăn cho các bạn xem nha. Đấy. Wow. Wow, ngon Đây. không? Ơi. Món chín chuẩn. Cảm giác ra răng anh. Nó Nó béo tươi. không? Tươi béo mà tinh khiết nữa. Đúng là cá đồng quê là nó có khác. Ngon đấy chứ. Ăn nữa, ăn nữa. Đây, tuyệt vời luôn. Đây. Wow. Bóc lên là không có xương luôn đấy. Mình ăn trước các bạn nha, ăn trước nha. Đấy. Rồi vừa ăn vừa ngắm cảnh đồng ruộng nè. Trời ơi. Đó. Vừa rồi là mình đi tắm ở cái giếng cổ do anh ở gần đây. Rồi khi mình tới đây mình nướng đồ ăn thức uống, vì tắm quá đà rồi thì bây giờ là anh đói bụng ăn ngon thôi. Ăn cá lóc này. Đã quá. Làm thêm phát này đi, làm thêm phát cá lóc này đi. Phát cá lóc này đi. Cá lóc này ăn như thế này mới đã tiêu chuẩn đấy không? Ăn cho hết. Bên Ngon bên bên quá. Bây giờ là mình ăn bánh bột lọc nữa để cho các bạn thấy là nó ngon cỡ nào. Cái này là món lót dạ đấy, bánh bột lọc này. Bột được tôm ấy chứ. Đấy, thì các bạn thấy không? Có tôm, có thịt này. Đấy, có tôm, có thịt ở trong này. Bánh bột lọc nhà nhà làm. Ngon quá. Mình thử nha. Đấy, trong miếng cá mặn rồi. Ngon. Ăn dân già là phải như thế này các bạn ạ. Các bạn rủ vợ con người yêu ra đấy. Quảng Trị mà nổi tiếng về bột lọc, làm rất là nhiều món rồi, bây giờ là làm thêm món này nữa. Ăn cá lóc, ăn bột lọc. Wow. Để mình thử bóc một cái bánh bột lọc nha, rồi mình kẹp thêm cái thịt vào, cái cá vào. Bánh này là bé Ha gói là ngon nữa. Quá. Bây giờ mình bỏ thêm, mình bóc cái thịt này, bỏ vào ăn cho nó đã. Đây, ăn cho nó đã luôn à. Ngon quá. Ngon. Trời ơi, không gian thoáng đãng như thế này, nó tinh khiết như thế này, anh vào nó đã làm sao. Mình phải nên quảng cáo cho bột lọc của Quảng Trị các bạn ạ. Còn cá trầu thì nên phải ăn cá trầu là nướng như thế này, đó mới gọi là đi ra với thiên nhiên đấy. Không còn gì bằng luôn các bạn ơi. Ngon quá, cái vị này thấm vào rồi. Đặc biệt cá là không cần phải chấm gia vị gì cả.